Ái nữ nhà Đông Nhi gây sốt khi tạo dáng như mẫu nhí thực thụ, dân tình còn thích thú vì một điều, vừa qua Đông Nhi đã tung loạt ảnh của ái nữ Winnie nhà mình trên trang cá nhân, đáng chú ý dân tình không khỏi phát sốt, khi nhóc tỳ Winnie có những màn tạo dáng cực đáng yêu, trông như mẫu nhí thực thụ, mới đây trên trang cá nhân, Đông Nhi đã tung loạt ảnh của ái nữ Winnie nhà mình khiến cộng đồng mạng không khỏi thích thú, có thể thấy nhóc tỳ Winnie được mẹ cho diện những thiết kế váy vô cùng bánh bèo và ngọt ngào. Đáng chú ý, nhân tình không khỏi phát sốt khi nhất tỷ Winnie có những màn tạo dáng cực đáng yêu, trông như mẫu nhí thực thụ. Bên cạnh đó, những biểu cảm dễ thương hết đất của cô bé cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi lụi tim. Có thể thấy càng lớn cô bé càng xinh xắn đáng yêu và thừa hưởng được rất nhiều nét đẹp từ bố ông Cao Thắng và mẹ Đông Nhi. Ngoài ra, Đông Nhi cũng đính kèm chia sẻ về loạt ảnh này của ái nữ. Nay Nhi xin phép được làm bánh bèo, điệu đà bên đồng cỏ lau xíu ạ. À. Trước đó, dân tình cũng thích thú với khoảnh khắc Đông Nhi mặc đồ đôi cùng con gái Winnie đầy thần thái. Có thể thấy, Đông Nhi và con gái Winnie đều mặc váy màu hồng nữ tính ngọt ngào. Nữ ca sĩ còn khéo léo thêm phụ kiện tóc cho con gái bằng một chiếc nơ đi dài to sụt với chiếc váy. đáng chú ý, biểu cảm cực ngầu của nhóc tỳ Winnie khiến dân tình phát sốt vì vô cùng đáng yêu. Winnie là một trong những nhóc tỳ nhà sao Việt nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trong suốt thời gian qua. Trong mỗi sự kiện hay những lần thấp tùng mẹ đi diễn, cô bé liên tục chiếm trọn spotlight của bố mẹ nhờ vào vẻ lém lĩnh cũng như sự hoạt bát của mình. Nếu lúc nhỏ, nhóc tỳ được yêu mến bởi biểu cảm hài hước, thì càng lớn, Winnie càng xinh xắn thùy mị. Mỗi khi xuất hiện, ái nữ nhà ông Cao Thắng luôn được bố mẹ chăm chút diện mạo, hệt nàng công chúa yêu kiều. Bên cạnh diện mạo xinh xắn, tính cách nhóc tỳ Winnie còn khá giản dĩ, hòa đồng. Cô bé tự tin đứng hát trước mọi người và còn vô cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi. Quan điểm dạy con của vợ chồng Đông Nhi ông Cao Thắng cũng nhận được không ít lời khen. Bên cạnh đó, ái nữ Winnie nhà Đông Nhi và ông Cao Thắng dù còn nhỏ tuổi nhưng đã sở hữu khả năng ngoại ngữ cực tốt. Theo đó, trong một khoảnh khắc Đông Nhi từng đăng tải, bé Winnie yêu cầu bố mẹ và những người xung quanh nói chuyện bằng tiếng Anh. Cô bé có thể hiểu được những từ vận, câu giao tiếp cơ bản như Con có biết ông Cao Thắng không? Thì bé liền mỉm cười nói Bố! khi được hỏi con có vui không bé lập tức hiểu câu hỏi và đáp to có dễ dàng nhận ra từ khi còn nhỏ đông nhi đã cố gắng dạy con tiếng việt song song với tiếng anh nên đến hiện tại bé có thể hiểu và thích thú khi được áp dụng vào sinh hoạt mỗi ngày không những thế, Đông Nhi và chồng cũng dạy con bằng cách cho bé đi du lịch và thường xuyên lộ diện ở sự kiện. Nhóc tỷ Winnie được khen chuẩn con nhà nòi khi từng song ca trên sân khấu lớn cùng với bé Nonoka Murakata, ca sĩ nhí gây sốt ở Nhật Bản. Đồng thời, trong chuyến đi du lịch Nhật Bản cùng bố mẹ, Nhóc tỷ tự tin biểu diễn nhún nhảy giữa phố và được nhiều người nước ngoài quay clip vỗ tay khen ngợi. Đông Nhi từng tiết lộ cho con nghe nhạc khi thực hiện thai giáo nên bé rất nhạy với các giai điệu. Ngoài ra từ khi còn nhỏ, con gái Đông Nhi đã có năng khiếu làm mẫu nhí khi chiếm trọn tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong những bức ảnh gia đình. Từ lúc hơn 2 tuổi, Winnie đã có thể đóng quảng cáo, tham gia diễn xuất trong MV của bố mẹ.